Kinh điển đấy rồi anh em ơi, kinh điển. Ta hôm qua có mình có gọi điện xong hỏi có đánh hay không mà đánh mà. Đâu rồi? Hello, xin chào anh em. Vâng, quay trở lại đây rồi. Hello, ơi ơi, hào lên. Ta Ly là Minh Béo đâu? Ta Ly Minh Béo là Bắc nó đánh mà. Ta Ly là Duy Duy đánh. Korea đang đang giành phần thắng nha. Ok, bao rồi, TNT xem là Legend sẽ đánh đích gì đây. Vâng, một số phép là một cái bình. Mình nghĩ là một đích Xbow đây. Xbow Bahamas đây. Liệu rằng là Xbow Bahamas không? Một cái 5V chính luôn 23 mục tiêu rồi. Rất tốt đến từ TNT, một một pha rất là cảnh, rất là tỉnh của anh. Hàn Quốc gần như là sắp vào rồi nhé, anh em yên tâm. Fan của Phong thì vẫn vẫn có một vẫn không vẫn mơ về một tương lai tươi sáng. Và với TNT đây là một click hop rất là nhanh. Liệu rằng là vâng Legend đây không, mình không, không đây không phải là một cái Xbow ba mất rồi. Đây không phải là một đích Xbow ba mất mà mình như mình tưởng tượng, mà đây là một đích ba mất thông thường thôi. Đây là một cái ba mất thông thường thôi. Còn Legend thì anh mới sáng mới tạo ra một cái đích ba mất Xbow khá là hay. Không, mình nghĩ là rùa như thế này thì không không nghĩ là có hóc đâu. Rùa như thế này mình không nghĩ là vâng có hóc rồi. Có hóc. Vâng có hóc ở đây rồi. Có hot ở đây rồi mà như thế này thì không, nhưng mà đối với đích của ba mất kia, với đích của hot cycle kia thì mình nghĩ là ba mất phải cố gắng là phải tránh được cái fireball và tránh được cái tornado thì mới thắng được. Mặc dù là có lợi thế về Ellie đấy, tuy nhiên thì họ thủ rất là tốt vì họ đích là họ khi mà x2 họ xoay rất là nhanh, ba mất sẽ rất là khó. Với một người chơi kinh nghiệm đến từ TNT như TNT thế này thì mình nghĩ là kèo này khó cho Legend. Kèo này rất khó cho Legend chứ không phải là khó nữa. Vâng, chỉ cần 2-3 con Goblin mà tôi đã xin được luôn cả hai con bus. Rất là tốt. Bây giờ thủ như thế nào đây? Khi mà họ sẽ có một cái tornado và một cái giáp. Hãy cẩn thận, một tornado và một cái giáp. Vâng, vá được con hóc rồi. Rất tốt đến từ Legend. Vâng. Đây là đích nằm cửa dưới, vì vậy là Legend cần phải đánh cẩn thận hơn. Mặc dù anh có nhiều Ely nhưng mà mình nghĩ là không thể công được. Bây giờ họ ra cái fireball rồi, tuy nhiên thì họ sẽ xoay được ra cái fireball thứ hai thôi. Rất khó cho Legend đây. Cái fireball thứ hai đã xuất hiện, chuẩn bị xuất hiện rồi. Vâng, xuất hiện rồi. Thẻ thứ tư rồi, vâng xuất hiện rồi. Họ sẽ công bên nào đây? Rất là khó. Vâng, ba mất bên kia, hai con mất bên kia. Hai con mất bên kia, vẫn có được cái sự gây áp lực là rất tốt. Bây giờ thì Legend anh đang có lợi thế với Ellie. Lợi thế với Ellie. Một cái fireball thôi, xong rồi, thôi xong rồi. Một con hóc, hai hit từ con hóc rồi, thôi xong rồi. Quá khó cho Legend, mình nghĩ mình đã biết được là cái có lẽ là TAT anh biết rất rõ về Legend là chơi bang mất rồi, vì vậy là chơi cái deck Fox Cycle kia là quá an toàn luôn. Có do dù lợi thế về Ely nhiều như thế nào thì vẫn là nằm cửa trên luôn. Ta Ly hôm qua bảo là có đánh mà sao hôm nay lại chưa thấy lên list ta. Vâng, Legend đã ra đi rồi. Một điểm này cho Nova. Vâng, bây giờ Ta Ly mới vào ạ. Lên rồi. Sally đây là một Xbow rồi. Với khoản hai con chơi mặt lờ thế này nghĩ là Xbow và đúng là như vậy. Hop Poison.
móc phát dương cũng có những đồ nó vào mặt rồi. Để có bắn vào trụ rồi anh ơi. À, Tali làm gì còn team của Việt Nam nữa, Tali là đánh chỉ đánh Seawood thôi. Còn với trong các giải mà đánh sau các kiểu clan như thế này thì Tali sẽ là một trong team của Nova. Mình nghĩ là nếu mà cái deck Xbo này mình nghĩ là gặp deck Giant hai ruồi thì sẽ hay và sẽ nằm cửa trên luôn, đánh dễ thở hơn. Bây giờ họ sẽ đặt ngay Tesla. Xbo Mega Knight. Bên kia là Hot Mega, bên kia có Mega Knight không? Còn Equip Mega Knight đâu? Mega Knight đâu? Một con rồng ngu. Tôi xong. À, và có lẽ là mình sẽ không bình luận gì thêm. Nếu mà cái deck lúc nãy mình nghĩ là có một con Mega Knight thì sẽ hay hơn. Phải nói là Kelly quá hiểu với Legend. Vậy anh chơi một cái bài chắc ăn đó là dùng bow và có Mega Knight. Bây giờ mình nghĩ là cơ hội thắng không còn. Quá khó cho Legend. Vâng, và mình nếu mà xem lại cái deck này thì mình phải nói là Tali nó quá là chắc cú khi mà chấp Legend có Bahamut, chấp Legend có Bahamut luôn. Legend mang Bahamut trận này cũng mất sắc mặt lờ. Tiếp theo là kèo của Shipper với lại TNT. Lockbait đây rồi, TNT chơi Lockbait cũng khá ngon đấy. Sao lại lock? Phải nói là quả Xbo là riêng cho Legend luôn. Chấp chú chơi Bahamut, anh chơi cái này. Chú khóc thét. Với Chipper đây là mình nghĩ là một cái deck Giant. Một cái deck Giant, còn với cái kia là một cái deck Lockbait thông thường thôi. Mình nghĩ là Chipper cho Giant. Còn Princess mình đánh lạc hướng rồi. Nhưng mà một cái giáp, có một cái giáp không? Chưa có, một cái giáp một cái lock rồi. Có Fireball. Nhưng mà bây giờ thì thế này, ba con Goblin. Đổi sắp. Lag á, không lag đâu. Mình đang xem stream của mình mà đâu lag đâu. Do mạng mọi người yếu thôi. À, 11 giờ thì mình sẽ stream mà ủng hộ Scandinavian đánh với lại Pakistan. Mình sẽ nếm stream sớm thôi. Nhanh được. Không lag đâu, stream của mình ở đâu lag đâu. Sẽ ra cái Tesla và cái preset ngay.
Hello, hello. Hả? Gì ghé đó? Sự ghé đó mình đã đánh được 20 đâu mà được vào. Và bây giờ hai con preset ở đây làm sao có thể vào được, khó lắm. Nhưng đánh lạc hướng được con preset thì con mình rồi mới có thể vào được chứ. Khó. Làm sao để xem lại thì mình nghĩ là tí nữa mình mới xem lại được thôi. Tại vì bây giờ mình không để cái chế độ xem lại. Và với chipper như thế này mình nghĩ là rồi xong. Quá lạc nhịp ngay từ ban đầu. Full game rồi. Full game rồi anh em ạ. Full game rồi. Từ ngày mà Hùng hướng dẫn cho anh stream là phải cố gắng cải thiện chất lượng chứ. Và bây giờ là Bắc Hải gánh tạ. I'm the fan, dude.